Oh no. Trời ơi, con người máy kìa. Người máy hàng khủng. Trời ơi. Đó. Wow. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Trời ơi. Ôi, hết hồn. Hết đạn. Và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Mr. Thắng đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới với một cái series, có thể nói là game bom tấn hay các bạn. Đó là trò Wolfenstein New Order. Một tựa game phải được đánh giá là rất là hay nha các bạn. Nói về một cái chủ đề mà nói chung là mình sẽ chiến đấu với bọn phát xít, nhưng mà rất là hiện đại nha các bạn. Bọn phát xít trong cái phần này rất là ghê gớm, kiểu như nó giành chiến thắng rồi đó các bạn, chứ không phải là quân đồng minh nữa. Thôi, chúng ta sẽ vào cái trò luôn nha. Ok, đây là cái đoạn phim của nó nha các bạn. I dream of smell of barbecue. I hear children. A dog. And I see someone. Thì cái trò này các bạn vào nhiều năm trước, là khoảng hình như là 4 năm trước hay sao đó các bạn, là mình có tải về máy mình chơi. Mình chơi cũng được mấy tiếng đồng hồ đó, nhưng mà sau đó mình không chơi nữa các bạn, mình không có tiếp tục nữa. Và thời điểm bây giờ là mình không còn một cái trí nhớ, một cái... mình không nhớ gì về cái game này luôn các bạn, quên hết luôn. Mình chỉ chơi được có vài tiếng đồng hồ rồi mình cắt ngang luôn, mình không chơi nữa. Ngộ vậy đó. Wow. Thậm chí cái đoạn mở đầu này mình cũng không nhớ luôn nè. No. Rớt máy bay. Oh man. Mới vô là thấy hấp dẫn rồi đó nha. Khóa nè. Nó kêu mình đi đâu kìa. Oh hey. Mình cần một cái công cụ. Công cụ nó để đâu kìa. Đây. Rồi chúng ta sẽ sửa cái chỗ mà nó bị... rồi. Nó bị chảy xăng các bạn ơi. Thì cái này là phiên bản 2014 nha các bạn. Cái phần game này á, thì những cái phần tiếp theo của cái trò này nó rất là đẹp các bạn. Đồ quả rất là khủng luôn. Nó ngang ngửa với Far Cry luôn các bạn. Có thể cái phần này nó chưa đẹp được mấy ha, nhưng mà những cái phần sau chiến đấu rất là dữ dội và nó rất là đẹp luôn. Ủa nó kêu đi đâu nữa kìa. Ok, như nó kêu mình sang đây. Xuống đây. Rồi, cắt cái này. Ok. Cắt cái này là cho thả hàng xuống đó các bạn. Wow, wow. Mình thấy là này, chúng ta đang giảm tải cho cái chiếc máy bay này các bạn. Nó chở nặng quá. Đúng rồi, thả xuống biển hết rồi các bạn ơi. Rồi, nhẹ bớt rồi đó. Quay trở về. What the? Tôi vẫn ổn. Rồi, quay về chỗ lái nè. Ôi! Mấy thanh niên phát xít có máy bay phản lực rồi kìa. Trong khi phe của mình máy bay cánh quạt, vãi đái. Thấy ghê không? Ngày xưa là phát xít có cái máy bay này nè các bạn, nhưng mà nó ra đời quá trễ, cho nên là không có giúp nước Đức chiến thắng được. Rồi, được trúng một chiếc rồi. Oh, man. Bay à. Oh,
thời nay có máy bay nhái cái chiếc này nè các bạn, cái chiếc mà của phe phát xít này nè, đó là Mỹ nè, cái chiếc này nè Mỹ đã nhái lại cái chiếc này ha, là cái chiếc máy bay ném bom mà B2 gì của Mỹ các bạn, máy bay tàng hình ném bom á, là nó nhái gần giống như cái này luôn nè các bạn, giống cái hình dạng của chiếc máy bay này nè, kiểu cánh dơi này nè. À! Máy bay phản lực thời đó bay nhanh quá các bạn ơi, trong khi máy bay của mình nó bay cánh quạt, sử dụng cái cánh rất là chậm. Rồi tôi sống rồi, cảm ơn nha. You're still breathing, you tell me, bastard. It's tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture One, coming, Vulture One. Red pack free, Moscow. Use it. Làm gì đây? Condor 9, this is Vulture One. You're crowding me, he's off. Negative, Vulture One. Chúng ta đang bay lên cao rồi các bạn. Ôi mấy chiếc máy bay này cũng hơi gấu này các bạn. Nhớ hồi xưa nó có cái mẫu này đâu ta. Nói chung là game này nó cũng chế thêm một ít. Mình thấy chiếc máy bay đằng trước nó bị rò dầu rồi nè, nó phun dầu ra tùm lum hết trơn kìa các bạn ơi. Chỗ cái cánh á. Ow. Chúng ta đang bị bắn. Mà thấy mấy cái đám khói không? Pháo nó nổ đó. No. Bay chuối xuống luôn rồi các bạn ơi. Chúng ta đang bay chú xuống biển. No. Hay quá. Đây là giảm độ cao thôi các bạn ơi, không phải là đâm xuống biển đâu. Nhưng mà vẫn bị bắn nè. Đấy, các bạn ngắm cảnh đi. Thấy chưa? Nó bắn quá trời luôn. Nó có kêu mình làm gì không ta? À đây. Ui, ông này gan vậy ta. Trời ơi. À! Tới mình phải không? Tới mình nhảy phải không? Hay. Hay lắm. Thì ra là chiếc máy bay của chúng ta nó hư rồi. Thôi xong luôn. Rồi bắn luôn. Ui, máy bay này chở bom. Ủa đâu phải. Do or die, son. Same as always. Hoorah, sir. Nè, mấy ông này bị chết nè, nhiều lắm nè. Cho tôi mượn cái súng của trời, sao ai cũng có súng mà tôi không có. Thằng nào cũng cầm súng ngon hết trơn vậy. Cuồng lái tăng tầm luôn. Tỉnh dậy anh ơi, hết giờ ngủ rồi. Thức dậy đi. Thức dậy lái máy bay nè. Tán vô mặt luôn. Ui. Sợ quá các bạn. Tưởng tượng ở ngoài đời mà mình đứng trong cái khoang lái này thì chắc sợ dữ lắm luôn. Ừ.
Rồi chúng ta đâm xuống biển rồi các bạn ơi. Ô mình kêu bật sub cho cái game này ta, để cho nó hiện phụ đề lên. Mình cũng tìm cái việt hóa của cái game này trên mạng, nhưng mà trên mạng không có các bạn, không có việt hóa. Cho nên là chúng ta chơi đỡ tiếng Anh đi. Kìa, cứ còn gì kìa, bằng người máy kìa các bạn. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Tụi phát xít nó có người máy. Kìa. Đỉnh mệnh. Mấy ông phát xít này hay quá, chế được tùm lum món xịn xịn không à. Rồi, phi công đã bị chết. Bị cái gì đâm vô cổ luôn nè. Giờ mình làm gì đây? Oh. Fergus, what's your status? We've got a skitter in bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat us. No joke. Same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Hey, private Wyatt, flash your light. Blasco, can you see the light? Kìa kìa, con nghịch con. Wow, con này có vẻ nguy hiểm đây. Khó ăn con này lắm đó. Vậy chúng ta làm gì đây nè? Chui ra. Bấm chuột. Máu ba. Ờ, à, đây đây. Ơ à. Gì? Muốn cắn tao hả mày? Còn phi nha mày. Ủa nó kêu mình bò. Yeah. Nó kêu mình chuột đó các bạn. Bơi ra khỏi chỗ này thôi. Ủa ủa. Đây. Mà lên, mà lên, mà lên, hết hơi rồi, hết oxy rồi. Ôi, ở trên nó bắn kinh quá. Ủa, mình bơi đi đâu đây? Ui, trúng đạn. Ở trên cái tòa tháp nó bắn xuống các bạn. Oh no. Trời ơi, con người máy kìa. Người máy hàng khủng. Trời ơi. Rồi rồi, chúng ta bơi vô đây. Rồi. Ô, mình điều khiển súng luôn các bạn ơi. Bắn con này luôn. Chết rồi mày, chết này. Đó. Lao, lao hả con. Mày muốn cắn anh à. Bắn con người máy bự không. Trời, súng nè. Bốn nòng nha các bạn. Ủa đâu phải. Một bên là ba nòng, bốn bên là 12 nòng luôn á. 12 nòng nha. Súng phòng không đó. Hay lắm, mình hạ được hai con chó nè. Mình gọi mấy con này là mấy con chó đi. Cho tôi mượn cái súng của trời ơi. Tôi năn nỉ mấy anh luôn á. Cho tôi cái súng đi. Those trenches and take the next out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. I'll put this on. Rồi, có súng rồi, chạy. Chuyện cái này.
Hello. Cho này chuột hơi nhanh nha, chắc mình phải chỉnh lại cho nó chậm. Làm sao để ném lựu đạn đây? Oh, chữ G. Yeah. Oh. Cái máu này ăn được không? Kêu mình giữ nếp át và nút ớt sờ. Oh, điện ngó ở dưới này. Mình thấy cái giò nó đó, bắn được không? Cho bắn không? Mày cái con. Oh. Rồi, đánh giá đầu tiên của mình, trò này tiếng súng hơi nhỏ nha. Tiếng súng phải làm bự hơn là ngon rồi đó. Ồ, mình có hai cái súng luôn mà. Ồ, cầm hai cây một lượt nha. Cầm hai khẩu một lượt được nè. Trời ơi. Good. Chế độ một cây nè. Mình thấy trò này chơi chế độ một cây súng cũng được. Không cần tới hai cây đâu. Hai cây tốn đạn lắm các bạn. Mình làm mấy cái nón này để tăng giáp nha các bạn. Bấm M để xem bản đồ. Rồi. Game này cũng thuộc về cái dạng loot đồ đó các bạn. Đồ khắp nơi luôn á, chúng ta tìm, cố gắng tìm lụm nha. Oh my god. To chưa? Bắn nó không thấm gì đâu. Mày hả chó? Đùa. Ô, con này to thế. Có lựu đạn quên ném nữa. Mình bắn phung phí đạn quá cho nên là mau hết đạn các bạn. Trong đây có gì không? Lập cái nón của nó nè. Cửa này vô không được nè. Ô, cái gì đây? Đạn. Sực mày luôn. Hết sót. Ô,
Oh, có khẩu lục luôn. Ôi con này nó có súng điện, mình phải tiêu diệt cái thằng commander của bên kia. Đấy, headshot nha. Oh. Súng bắn này cũng khá giật đó. Đây, commander đây. Giờ đi đâu nhỉ? Wow. Ồ, súng này điều khiển được luôn. Nè, cho chọn súng nữa nè các bạn. Bắt cái này đi được luôn nè. 6 nòng luôn. Mình bắt đầu thích trò này đó. Tôi có 6 nòng đó. Tôi bay ra đây để anh test súng cái coi. Gì có thằng đó. Wow. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Trời ơi, bắn cái đầu của bạn ghê quá. Trời ơi. Đó, ăn được bản đồ rồi đấy. Thôi, hết hồn. Hết đạn. Phòng khám nghiệm tử thi à. Mấy thùng này phá được không? Trời ơi các bạn ơi, nãy mình cầm 6 đồng mình sấy cho nó chết quá trời luôn. Trên này không có chế độ mà ăn đạn tự động ta. Làm biến quá. Commander kìa, Commander, Commander. Rồi, vác cái này đi luôn. Game này không có chế độ ăn đạn tự động. Mình bắn ông này, trời. Bắn banh đầu luôn các bạn ơi, ghê quá. Mình đi hướng nào ta? Hình như nó phải lên lầu nè. Ồ, có bộ vác cái này đi lên lầu là hơi mệt rồi nha.
Hello, có camera nữa kìa. Vô, vô. Trời ơi, bắn banh cột điện luôn, cột bê tông banh luôn. Em đấy. Rồi chúng ta mát áo giáp luôn rồi. Pháo nè các bạn, pháo phòng không, pháo bắn con này. Ô bắn con người máy này được nè, bắn cái giò đó. Ơi nó quay về phía mình. Ơi nó quay được hướng khác kìa, bắn nó nữa, chọc nó chơi các bạn. Mày con rồi, nói chung là mình bắn chơi thôi chứ không thể nào mà phá hoại được nó đâu. Gì đây? Tắt điện à, cúp điện. Ôi nó không biết, nó không biết. Mình lén mình xiên nó rồi ta. À. Mình biết ném lựu đạn nó cũng ném luôn. Xong rồi. Máu khá là nhiều, nhưng mà mình ăn hơi cái nó tuột lại các bạn. Mình ăn cái lượng máu của mình quá 100 á, là từ từ nó sẽ tuột xuống còn 100 thôi. Oh, nó không cho dư nhiều. Lấy hai cái súng ra luôn. Bắn chế độ này là mau hết đạn lắm đó các bạn. Bắn hai cây cùng lúc mà. Hello, bên đây có ai không? Oh, oh, oh. Yeah. Xiên mày luôn.
Rồi bây giờ tôi bắn cái gì đây? Ồ. Ủa nó kêu mình làm gì cả? À thì ra là phá cái chiếc máy bay đó. Bành xác. Mình bắn banh cái chiếc máy bay đó để dọn đường các bạn. Rồi lau cái này đi tiếp. Cái này mà tụi nào mà đứng tụ tụ lên đông thiệt đông là bắn đã lắm luôn. Oh! Thôi. Ngu kìa. Trời ơi. Quăng cái lựu đạn mà nó cũng ngậm được nữa. Cảm ơn đồng chí. Pay attention, bear boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing in that custom? Private gate, sirs. Important for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, private. Oh, chúng ta đang leo lên các bạn. Leo lên cái tòa lâu đài này á. Cái này gọi là tòa lâu đài nha. Oh, lên nó trong cửa sổ nên nó thò lên. Ôi. Số lượng đạn mình có hạn các bạn. No. Ui. How you are fucking able to persist through something like that, I do not know. Well done. We're okay down here. Mày là con bắn tao hả? Ngáo à? Rồi mình chỉ còn có 33 viên đạn thôi. Rồi anh này bị thương rồi. Bị thương nặng luôn á. Mấy cái thùng mà mình nhập mấy cái thùng này mình phá được nè các bạn. Ở trong có đồ á. Có đồ gì cho tôi lấy không? Thấy không? Biết ngay mà nó giấu đồ mà. Ủa có máu thôi mà, có gì đâu. Hả? À, mình đu xuống luôn à? Máu này mình không ăn đâu các bạn, tại vì máu mình đã 100 rồi, full rồi. Mình ăn thêm thì một lát nó cũng tụt xuống từ từ. Mình nhấp cái đầu nó. Quên, lấy cái súng khác đi. Ôi, con chó nó nguy hiểm đây.
Mày nè. Sao lực nữa? À! Đập đạn thôi, sắp hết đạn rồi. Đây đạn. Hồi nãy mình mà chỉnh chế độ khó nhất không biết sao luôn á trời. À, chỉ huy đi rồi. Hai thằng chỉ huy luôn má ơi. Thì ra là tụi nó đang dự tiệc trong này. Phải không? Tụi nó đang nhậu trong này á các bạn. Rồi, bây giờ coi cái súng này có cái gì đây. Nó để cái gì giảm thanh mình thấy khó đâu. Xuống đây nha. Trụ đạn quá nhiều, ăn không hết. Mày. Khôn đó, thì nó khá là khôn. Lính trong đây khá là khôn nha các bạn, nó biết núp á, lương lẹo dữ lắm luôn á các bạn. Nó nấp rồi nó thả chó ra trước, chứ nó không có ra trước đâu nha. Có bộ AL trong đây, có bộ cũng thông minh đó nha. Thì ra có bí mật trong đây. Ăn được cái thanh kiếm bằng vàng. Khoan, hãy vô đây để mình lên trên này cái là. Trên này có cái gì không? Thức ăn cho chó nè, ăn luôn. Chó chết rồi. Bọn này nuôi chó nhiều vậy. Đủ đạn. Ôi, lũ đạn nó nổ banh xác các bạn ạ. Kìa văn, ui, văn tùm lum hết trơn kìa. Game này bạo lực quá. Game này là một cái game mà hay nói không dành cho trẻ nhỏ. Chỉ huy. Vô đây là để mình giết cái thằng này nè, mấy thằng chỉ huy nè các bạn. Mấy thằng sếp á. Đứa nào bắn thế? Nhiều đồ quá. Nhiều đồ tới mức mà không muốn đi chậm, đi nhanh luôn á. Ê, nó thấy. Đâu đó? Đâu? Nè, lấy cái súng này được rồi. Surprise. Ngoài này đang bắn nhau khá là dữ dội đấy. Phải ra tiếp bồ chứ.
đó. Bọn bay, bọn bay. Còn hết đạn rồi. Chúng nó chết hết rồi. Quăng cái súng này luôn các bạn ơi, đi cho nhanh. Bồ mình chết quá nhiều ở đây nè. Ô, nguyên một chiếc máy bay đậm vô đây. Leo lên nè. Cho mình lên. Mà nãy mình đứng đây không có thằng nào hết trơn các bạn. Vậy mà bây giờ mình quay trở lại cái nó có nè. Hồi nãy ở đây là không có đứa nào luôn, mình đứng ở đây hoài luôn á. Rồi làm gì đây? Rồi, lên được rồi. Ok các bạn ơi, có lẽ là cái tập này á tới đây là kết thúc được rồi đó các bạn. Nãy giờ mình chơi cũng lâu rồi, một cái video thì không nên làm quá dài. Có lẽ là mình sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ này vào cái tập tiếp theo ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Come along, Blazkowicz.